Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem video của Hansi. Hôm bữa Hansi có đăng một cái video là bữa đó là đập hộp mua đồ ba cái dụng cụ vẽ trên Shopee á. Thì cho tới tận ngày hôm nay là chắc cũng được một tháng rồi thì mình mới bắt đầu mình đem ra để mình triển khai thử cái bộ đồ nghề đó nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ vẽ một cái bức tranh này. Wow, wow, ghê, nó khá là to luôn đó mọi người. Khá là to luôn. Hai cái khung tranh này thì mình cũng đặt ở trên Shopee luôn. Cái khung này thì nó hơi dỗ nhẹ một chút xíu nè, nó kiểu như là nó còn lủng bủng như thế này, nó không có được căng. Với lại giải này là giải thường chứ không phải là giải ca pháp, nhưng mà mình vẫn quyết định là mình sẽ sử dụng cái khung tranh này bởi vì mình chưa bao giờ mình sử dụng màu acrylic hết trơn á. Ok, và cái khung tranh này á thì mình cũng đã vẽ sơ cái đường phát thảo quốc trì rồi á. Nhìn như thế này thì chắc là mọi người sẽ đoán được là tranh gì đúng không? Và mình không có cái giá vẽ nên là mình sẽ phải cầm như thế này. Mình sẽ sử dụng, nó hơi to một chút xíu. Mình sẽ sử dụng cái bộ cọ rẻ tiền này. Đây là bộ cọ rẻ. Nếu mà mình nghĩ là mình vẽ mà tay nghề mình lên cao một chút xíu thì mình sẽ mua cái đồ xịn hơn. Tại vì mình sợ mình vẽ bị hư á, nên là mua đồ mất tiền heo lắm mà sợ ít vẽ nữa. 2, 4, 6, 8, 12 cây tất cả. 12 cây này thì có những cái cây mà cái size của nó bằng nhau luôn á. Cái size nó gần như là bằng nhau. Và cái ballet này là một kết quả của việc lười biếng không có chịu rửa nè. Nếu như mà để màu nước một bộ pha sẵn thì mình nghĩ là mình ngâm nước nó sẽ ra, nhưng mà đợt vừa rồi mình sử dụng cái màu đen acrylic á để mà mình vẽ mấy cái đường viền á, sau đó mình để bây giờ mình cạo nó không có ra luôn. Cậy nó thì nó có ra nhưng mà cạo sơ nó không ra, mà mình làm biếng rồi mình để vậy luôn. Mình sẽ pha màu trên cái khay này. Quên nữa, còn cái cọ này thì mình sẽ dùng để mà mình quét cái gì ta. Mình sẽ quét cái phông này nè, mình sẽ quét cái nền của nó, đúng rồi, gan, cái nền. Và cái màu hôm nay mình sử dụng đó chính là những cái gam màu này, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Ok, trước khi vẽ thì mình sẽ nhúng cọ vào trong nước đã. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ nhé, và mình nghĩ là mình sẽ vẽ cái nền của bức tranh này màu đen. Ok, bây giờ mình sẽ triển khai. Ôi, cái màu nó tè lét ra hết rồi. Eo ơi, đúng kiểu là không phải là chuyên nghiệp lắm. Trời ơi, ghê vãi, rùng vãi. Ê, rồi xong luôn. Tèo luôn. Ừ, nó màu đen thừa luôn. Eo, nó lại bị dính tay mình nữa. Trời đất ơi, eo ơi luôn. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ dùng cái cọ nhỏ để mình vẽ và mình đặt xuống dưới bàn này luôn cho nó chắc ăn. Cái cọ nhỏ này thì mình có thể đi cái đường viền của nó để nó không có bị lem vô trong cái nét bút chì á. Nếu mà nó có lem vô một chút xíu thì mình có thể mình vẽ ăn gian được, nhưng mà nó kiểu như là nó lem nhiều quá á, thì mình sẽ không có hình dung được là mình đang vẽ cái gì luôn. Và cái màu này nó cũng tương đối là mịn luôn. Nếu mà pha nước thì mình chỉ cần có 1-2 giọt nước, mà mình nghĩ là thậm chí mình không có cần phải pha nước luôn. Mình sẽ pha hai cái màu xanh dương và cái màu vàng này lại để cho nó ra cái màu xanh lá cây. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây này tô cái lá. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng cái cọ này để mình trộn này lên. Ok, mình hỏi thật mọi người nha, có bao giờ mọi người nghĩ là cái cuộc sống này của mình quá nhàm chán không? Và đôi khi có cái suy nghĩ là cuộc sống này nó giống như là một cái cỗ máy trình duyệt được lập trình sẵn vậy á. Và cứ ngày qua ngày thì nó cũng không có gì thay đổi hết. Thì cũng sáng dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi làm. À, và nó có chia ra hai dạng như thế này. Kiểu thứ nhất á, là không có thời gian để chăm sóc cho bản thân, và thậm chí là còn không có thời gian để ăn sáng, là cứ đi làm xong rồi về nhà lại đi làm xong về nhà. Còn kiểu thứ hai á, là ngoài đi làm ra thì còn giao lưu với bạn bè sau những giờ tan ca. Sẽ có những lúc cảm thấy bản thân thật là mệt mỏi và đôi khi còn cảm thấy tủi thân nữa. Và mình biết là điều đó sẽ xảy ra với một số bạn, nhưng mà mọi người sẽ không có dám nói ra đâu, đúng không? Nếu mà nói không là dối lòng đó. Mình gọi tắt là cái cỗ máy nó đang bị mệt mỏi á. Và mình nghĩ là ai cũng giống như ai, cũng đều là một cái cỗ máy được lập trình sẵn. Cái khác nhau ở đây đó chính là cái cỗ máy đó có được nâng cấp hay là không. Ví dụ như một bạn sinh viên, lập trình của bạn ấy là việc đi học, nhưng mà ngoài cái vấn đề đi học ra thì bạn ấy còn làm thêm những công việc
bên ngoài, giống như là đi phục vụ hay là đi chạy Grab, giao đồ ăn. Thậm chí là một ông giám đốc của một công ty lớn, chỉ huy cả hàng trăm, hàng ngàn công nhân, nhân viên thì vẫn đi chạy xe công nghệ hoặc kinh doanh một cái gì đó ngoài lĩnh vực nằm trong công ty của mình. Đó là cái màu sắc của cuộc sống, họ không ngừng phát triển bản thân, họ luôn update bản thân của mình để phù hợp với xã hội hơn. Cũng giống như là cái trò chơi game vậy, ngày nào các bạn cũng chơi một trò đó thì các bạn có cảm thấy nhàm chán không? Đương nhiên là có rồi đúng không? Nên là nó phải có từng cái level để mình chinh phục, hoặc là các bạn phải đạt đến cái trình độ nào đó để các bạn mua cái này mua cái kia cho nhân vật của mình, hoặc là chăm sóc cái gì đó rồi sau đó là mình thu hoạch. Tất cả mọi thứ đều quy ra là để chinh phục và thực hiện một cái gì đó mà mình muốn đạt được. Cũng giống như là mình vẽ một bức tranh, và mình đã vẽ rất là nhiều bức tranh ở khổ giấy A3. Mình nghĩ là mình sẽ vẽ cho một khổ giấy lớn hơn và mình sẽ sử dụng những cái loại màu mà mình chưa từng sử dụng. Nhưng mà mọi người biết sao không? Cái suy nghĩ đó mình không có dám thực hiện. Bởi vì một lý do là mình chưa bao giờ mình vẽ ở một cái khổ giấy lớn hơn cái khổ giấy A3, và mình nghĩ là mình sẽ vẽ thất bại. Bởi vì mình sợ là mình sẽ mất tiền vô mua những cái thứ đó, rồi sau đó mình lại mất bao nhiêu công sức vô làm cái bức tranh to. Phải nói sao ta? Có một người bạn, cũng là một người anh, cũng là một người thầy, đã nói với mình như thế này: tất cả mọi thứ đều dừng lại ở cái nỗi sợ tâm lý, và kết quả cũng dừng lại ở cái nỗi sợ tâm lý. Khi mà chúng ta chưa thực hiện, chưa hành động một cái gì đó để đem lại kết quả, mà chúng ta chỉ dừng lại ở kết quả, đó chính là nỗi sợ tâm lý. Thì mãi mãi từ bây giờ cho đến sau này, cái chữ thành công nó xa lắm. Và nếu như sau này thành công không đến với mình á, thì mình cũng không có mất mát gì cả. Cái quan trọng á, là mình dám thực hiện, mình dám hành động, và từ đó là mình rút ra được bài học, mình đã có kinh nghiệm. Còn nếu không thì chúng ta vẫn mãi là một cái cỗ máy đã được lập trình sẵn, và đến một lúc nào đó cỗ máy được lập trình sẵn sẽ bị sa thải. Nếu như bản thân không tìm được màu sắc mới trong công việc thì chúng ta có thể tìm được màu sắc mới trong cuộc sống. Giống như một bức tranh có các màu mà mình sử dụng, có thể pha từ sáng sang tối hoặc là từ tối sang sáng. Mọi thứ đều do ta quyết định. Nên là mọi người phải cố gắng lên nhé. Và mọi người thấy cái bức tranh này của mình vẽ như thế nào? Có thể như là cái bức tranh này nó không có được giống như là họa sĩ vẽ, nhưng mà mình nghĩ là mình vẽ được trên cái nền vải này. Lần đầu tiên mà mình vẽ được bức tranh như thế này là mình cũng nghĩ là mình cũng ok tạm tạm. Yeah, và mọi người có thấy ok tạm tạm không ạ? Và đã qua cái thời gian mà mình vẽ rồi đó mọi người, mình không biết là cái bức tranh này nó có được đẹp hay không, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình dùng màu acrylic vẽ trên một cái bảng to như thế này luôn á. Và đây là kết quả màu còn dư của mình nè, còn dư khá là nhiều màu luôn á, cũng hơi tiếc một chút xíu, nhưng mà tại vì cái màu này ra ngoài không khí rồi á nó sẽ bị khô, nên là mình sẽ không có sử dụng lại được nữa, nên là mình sẽ rửa cái bảng palette mình luôn. Mình sẽ cho mọi người xem cái tác phẩm của mình nha. Cũng rất gì về này nọ luôn á, nhưng mà kiểu như là mình thấy cái nền màu đen này nó hơi bị đen quá thì phải. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình vẽ thì mình cảm thấy nó cũng khá là ổn. Không biết mọi người thấy cái bức tranh này như thế nào thì nhớ để lại comment bên dưới về ý kiến của mọi người cho mình biết nha. Và để cho mình tham khảo thêm nhiều hơn nữa, để cho mình rút kinh nghiệm cho những bức tranh sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo của Hensi. Bye bye.